Xuân Thương, em chết rồi mà. Xem lại ở đây. Anh yêu, anh yêu, sao thấy em mà sợ như là thấy ma vậy? Em chưa chết, em nói là sẽ chờ anh. Sao anh chưa xuống với em? Anh ngu lắm. Có biết là em chờ anh lâu lắm rồi không? Xuống với em, xuống với em. Tìm anh nữa. Ngày mai anh sẽ mời người về cúng siêu cho em. Em hãy tha cho anh đi. Tôi đã nghĩ tới ân tình xưa, để lại món quà chia tay cho anh. Vậy mà anh nợ, độc ác ra tay với tôi. Tôi hận anh, tôi hận anh, hận anh. Tại lúc đó anh quá tức giận vì em đã phản bội anh, cho nên đầu óc của anh mê muội. Anh đây, anh hối hận lắm rồi, tha cho anh đi. Dưới A Tỳ địa phủ khổ lắm, anh biết không? Tha cho anh đi mà. Xuống đó, xuống đó với tôi đi. Không, không, anh không đi đâu hết đó. Anh không liên quan gì tới em. Tránh xa anh ra, tránh xa anh ra đi. Tôi phải trả thù. Đừng mà. Anh đã vùi dập cuộc đời tôi trong biển lửa. Xuống địa ngục với tôi. Đi với tôi. Đừng. Xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Cứu mạng. Đừng có giết tôi mà. Cứu tôi với. Tha tôi đi. Đừng có giết tôi mà. Tha mạng cho tôi đi. Cứu tôi với. Làm ơn cậu hai, tha cho tôi. Cậu hai ơi, tha cho tôi mà. Cậu hai bình tĩnh, cậu hai. Đừng mà. Cậu hai tha sao vậy tôi. Cậu hai, cậu hai con này, cậu hai. Cô ta đâu? Xuân Thư đâu? Cậu hỏi gì kỳ vậy? Cô ta mới ở đây mà. Cô ta mới đầu giết tao mà. Cậu hai, cậu tỉnh lên đi cậu hai. Chắc là cậu gặp ác mộng đó. Thank you.